Các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em lại giới thiệu bác một con bếp ga Osaka. Con bếp này thì tình trạng là bị vỡ mặt kính. Đấy. Giờ em bán cho các bác về thay. Con bếp này bên trong nội thất các bác nhìn thấy rồi. Đó thì quá là ok rồi. Đấy. Đẹp, long lanh nhá. Chỗ này thì đơn giản bác nhá, tháo ra vệ sinh nó là dễ thôi. Và nhìn sắt xi của nó đã biết nó đang mới như thế nào rồi. Đấy. Riêng dòng Osaka thì bác biết rồi, nó dày sụ luôn. Thân vỏ viết của nó Zinai cũng chưa có cửa bác nhá. Đấy, kể cả dòng VIP của Zinai cũng chưa thể nào thân dày bằng dòng Osaka được. Đây là cái mặt dưới của nó này, đang rất mới nhưng mà thật là tiếc khi mà nó vận chuyển về bị vỡ mặt kính như thế này. Đấy, nứt bên mặt như thế này. Đấy. Bác nào có tay nghề thì có thể thay được nó thì thay. Đấy. Có được thay được nói thay thì nó có chỗ tháo đây. Đấy. Dưới nó còn quá đẹp luôn, bác có thể mua một cái kính bên ngoài về thay được thì thay nhá. Đấy. Rồi đấy là về cái phần kỹ thuật thay kính. Về cái nội thất của nó thì bác khỏi suy nghĩ về con này nhá, nó rất đẹp, thực sự nó là rất là đẹp nhá. Còn mới leng keng luôn này, chưa có gì xét gì trên những cái sắt xi này, đặc biệt đánh sắt xi này bác nhìn này. Nó còn quá là mới luôn, từng chi tiết luôn nhá. Cái này thì vệ sinh lau chùi đơn giản thôi, lò nướng vẫn còn rất là sạch. Đấy, bác thấy không? Vẫn chỉ có lau chùi sơ sơ thôi, không cần phải tháo tung ra đâu. Đấy, thì con này bây giờ là có cái hướng giải quyết như thế này. Em có một cái đây là trước nghe em test lửa cho nó nhá. Ok, đấy, em chỉnh lửa cho nó rồi. Đấy, lò nướng rồi. Ok. Lò nướng. Đó. Nửa đẹp. Nó nướng thì ít xài thôi các bác ạ. Sơn rửa sạch sẽ xong thì thôi đừng có xài nữa. Nướng đồ khô, nướng đồ ướt bẩn. Đấy, nửa này. Đấy, mịn lắm, riêng Osaka nhá. Tại vì nó dòng đặc đẳng cấp. Rất đẹp nhá, khung sắt dày như là một cái khối nó làm cực kỳ dày, nhưng đặc biệt những cái mặt Osaka nó làm riêng một cái mặt định hình sắt khác nữa, làm rất dày nhá. Đấy, không có cái dòng bếp ga Zinai Panorama cũng chưa có thể qua được nó nhé. Riêng về phần sắt xi của nó thiết kế chắc chắn nhé. Rồi đấy là phần đầu tiên. Đây sang cái con bếp ga này. Rồi đây đấy, con bếp ga này bác mua một được hai con nhé. Mua một được hai con. Cái con này á thì là cũng là Osaka nhưng dòng nó cao cấp hơn. Nó là dòng hai tầng nửa. Nhưng mà cơ bản thì nó cũng gần giống giống nhau thôi. Đấy. Thì cái này bác có thể lấy về để dành nhá, để lấy linh kiện gì ở trong của cái bếp này, đặc biệt là hai cái điếu ga này. Hai điếu ga này em nói bác, nếu mà bác đi mua lẻ nha, nó không hề rẻ tiền. Còn một con cảm biến nữa. Đấy. Đây, đây là dưới của nó này. Đấy, bác thấy không? Sắt xi của con Osaka này em nói bác nó rất dày nhá. Nó sáng giới luôn. Nhưng dòng Osaka chẳng qua là nó bị rỉ sét những cái này do người ta vứt bỏ lâu quá ngoài mưa gió. Còn đặc biệt dưới nó rất là mới. Đấy, rất là đẹp. Rồi đây là cái mặt kính của con này. Đấy. Mặt kính con này còn nguyên si nhé. Bác về vệ sinh cái mặt kính này, bác có thể nắp lên con bếp kia. Đấy, không vấn đề gì hết nhá. Mặt kính không bị vỡ nhá, lưu ý cho em. Đấy, về vệ sinh sạch sẽ hết tấm kính này. Xong bắt đầu mình sẽ tháo cái tấm kính kia ra. Đấy, nắp sang con này. Xong rồi mình nắp vào cái bếp. Đây, em sẽ nắp sơ sơ đây cho bác nhá. Đó, ok chưa? Đấy, nó là một cỡ dạ dưới này đang có ốc nhá. Đấy, nhìn nó cũng đẹp chứ không phải là nỗi là xấu xí. Ok chưa? Màu xanh trên này màu trắng. Thì các bác sẽ tháo cái mặt này ra, bỏ cái mặt này đi. Mình sẽ thay thế hết cái ruột phía dưới của nó này. Ruột được con này nó rất là đẹp, nó mới keng luôn, nó chưa có bị gì sét. Đây. Đấy. Đấy, cái cạy này ra. Đấy, tấm này nó cạy ra này, thấy không? Đấy, tấm này cạy ra đơn giản đây nha. Nó có mấy cái khóa đây thôi. Cạy ra, vứt bỏ ra. Thay cái kia qua đây. Nhưng mà trước khi thay thì bác vệ sinh cái tấm kính này nó sạch sẽ hết đi. Bỏ này qua, thành một cái bếp ga hoàn chỉnh sử dụng. Ok con dê. Đấy. Giá của cái này siêu gồm hiện chuyển nhá. Giá là 1.800.000 hai chiếc bếp ga. Đấy. Bác chỉ cần bỏ cái tấm kính này lên thôi. Đấy. Sang cái kia, sang cái này là một cái bếp ga hoàn chỉnh, đẹp rồi. Đấy. Có thể bác có thể lấy tấm kính này ra luôn. Lấy tấm kính này ra nhé, tấm kính này nó bằng silicone thôi, cạy ra.
silicon dán này cạy ra, có thể bỏ sang đây cho cùng màu xanh, chỉ khác về cái mặt kính. Nhưng cái viền này nó viền màu trắng, bác có thể lấy cái này viền màu xanh cho nó cùng cái mặt bếp này, rất đẹp nhá. Thế là mình có một con bếp xài ok con dê đấy, rất là đẹp nhá. Bếp này đang còn rất đẹp, bác sẽ về bỏ công vệ sinh ok nữa, ga em đã test nữa rồi, về bác chỉ cần vệ sinh nó cho đẹp hơn nữa thôi. Là một con bếp bác xài thiên thu đấy, đặc biệt con này còn nấu cơm này đấy. À, có hẹn giờ 3 phút 10 phút ở nấu cơm này, à, chiên này, và nó có 3 giây rang đồ khô Osaka nhá. Đấy, sản xuất vào năm 2008 nhưng sườn bọng nó còn đẹp lắm bác nhá. Em nói bác con này đẹp là đẹp, không phải em nói để bán bếp ga này đâu. Bác không mua thì em sẽ làm lại, em sẽ bán nó sẽ khác, rất đẹp nhá, thì nó rất chắc, tại em không có thời gian làm thôi, em chuẩn bị làm lại cái mái này rồi đấy. Rồi, xin chào các bác nhá.